Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Vina Organic. Như các bạn đã thấy, dứa là một nguyên liệu vô cùng phổ biến và quen thuộc ở nước ta. Với sản lượng dồi dào, nguồn nguyên liệu có quanh năm, thì dứa là một sản phẩm vô cùng tiềm năng. Thì hôm nay Vina Organic sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm được làm từ dứa, đó là dứa xay dẻo. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn nút thông báo để ủng hộ Vina Organic làm ra nhiều video chất lượng như thế này nữa nhé. Moments later. Đây là sản phẩm dứa của chúng ta sau khi trải qua các công đoạn chế biến. Thì các bạn có thể thấy màu sắc của dứa rất là bắt mắt và giữ được màu vàng sáng của nguyên liệu. Về phần cấu trúc thì chúng ta có thể thấy là ở đây nó rất là dẻo và cầm không bị ướt tay. Điều đặc biệt là sau một quá trình bảo quản sẽ không có bị hồi đường. Để sản xuất ra được sản phẩm đạt chất lượng như thế này thì chúng ta cần có những thông số kỹ thuật nhất định. Để giữ cho sản phẩm được dẻo, không bị lại đường, không quá ngọt thì chúng ta cần có một cái công thức dịch ngâm đường phù hợp và những cái loại đường phù hợp. Để sản phẩm không bị chảy nước sau quá trình bảo quản thì chế độ sấy đóng vai trò rất quan trọng, cũng như việc lựa chọn nguyên liệu có độ chín phù hợp cũng sẽ giúp cho sản phẩm đạt được màu sắc cũng như là cấu trúc và hương vị tốt nhất. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì về sản phẩm dứa xay dẻo, hãy để lại số điện thoại hoặc liên hệ với chúng tôi qua hotline bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.